trời sáng đi nặng đến chi chi rồi hello cho mọi người dân châu phi đấy mọi người không biết có hãy xem cái nick của lính quang mà ở bên châu phi đang giúp đỡ người dân châu phi hay không từ xưa xưa hàng chục năm nay hàng chục năm nay là kỳ hiệp hội mà hòa bình thế giới hiệp hội nhân quyền thế giới hiệp hội um, gì nữa hay hiệp hội gì nữa mà cứ toàn đến à, đến châu Âu mà đến cái sự châu Phi đấy đến những cái sự da đen đấy người ta đói khổ cực kỳ luôn đấy người ta đói khổ quần nào không có mặc ăn không có ăn đấy mà đẻ ra thì thả như gà như vịt bay chết thì chết bay sống thì sống không có y tế không có ý thức mà hủ tục thì là hậu cực kỳ Đấy, người ta muốn khai sáng cái nền văn minh ở đó, muốn giúp đỡ người dân ở đó. Nhưng mà họ chỉ đưa được đến, họ chỉ đưa được đến đó một uh, máy bay, một máy bay hoặc hai máy bay là nhu yếu phẩm, lương thực thực phẩm đấy mọi người. Đấy, nhưng mà rồi ăn cùng hết. Nhưng mà rồi ăn cùng hết. Đó. Mà cái ở đấy là họ không báo như hàng trăm hàng ngàn đoàn là là là, là, là cái gì tiền uh, những cái đoàn cứu trợ của thế giới đấy rất là lớn chứ không phải là là những người bình thường đâu Đấy thế nhưng mà cuối cùng họ vẫn thua một quang linh của Việt Nam Đấy Cuối cùng bao nhiêu đoàn thể, bao nhiêu ông hỏi đâu như thế, nhưng bao nhiêu là cơ quan như thế, nhưng mà cuối cùng vẫn là thua một quang linh. Đó là cho con cá để khắc phục tạm thời, và cho cái cần câu. Đấy, và cho cái cân câu, tức là chỉ dạy cho họ là cái cách trồng trọt, trồng rau, trồng lúa, trồng các loài lương thực để từ nuôi lấy mình đấy. Cái đó mới là cái cơ bản mọi người nè. Mà cái đó mới là cái khốn nè. Mà bao nhiêu đất, bao nhiêu nước, cả thế giới chứ không phải là bao nhiêu nước. Không làm được cái chuyện đó. Mà họ chỉ chở mày, thỉnh thoảng lâu lâu thì được máy bay à, chở lương thực đến. Rồi lâu lâu lắm mới được máy bay chở lương thực đến. Thì chả làm được cái gì cả. Chả bỏ ben và chả bỏ ben vào. À, là, là, là là, gọi là không lại về uh, cái gì người ta nói là như mũi bỏ biển ấy. đấy đấy cái dư như quang linh một quang linh thôi đơn giản chân còn dính phèn thế mà làm được những cái điều kỳ diệu mà những cái ông hỏi đâu không làm được đó là chó con cá và chó cái cần câu là chỉ dạy cho họ cách trồng rau trồng lúa bây giờ lúa rau tốt rồi là họ sống thoải mái rồi họ đâu có khổ nữa đó là, mà trong khi đó là với châu âu với tư bản là hàng chục năm rồi có lẽ là khí sinh tay đất đền dư đã có rất nhiều nhà nhân quyền đến việt nam Đấy. mình hay ngày xưa mình thật hay đọc sách đọc không biết bao nhiêu là sách mà những cái cửa hàng mà những cái cửa hàng sách mà nó không đủ sách cho mình đọc đấy đọc hết sách luôn á đọc không biết bao nhiêu mà đọc mà từ cái thời mà mỉ đấy mỹ là con vô trong rừng ấy mỹ rất là ghét người dân là người da đen mỹ dân da trắng nó rất kỳ thị và nó rất ghét thì ngày 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 xưa là người mỹ da đen là không được sống chúng với người da trắng như bây giờ đâu đó là mà là phải lén lút trong rừng đấy phải lén lút trong rừng như như là thủ vật ra rửa chứ không dám để lộ cái tung tích của mình đấy mà cứ lâu lâu đấy cứ lâu lâu là mỹ là cho trực thắng đi ra giống như kiểu mà trực thắng mỉ à, à, mỹ mà đi ra cộng sản đi tìm cộng sản ở việt nam đấy bay thấp lắm bay thấp la đa trên ngọn cây rồi đi tìm một cái vùng nào bay trong rừng những cái rừng amazon rồi những cái rừng rầm chi chi sử châu phi đấy để tìm ở đâu mà có cái dấu hiệu của cái người giá đen tồn tại đấy mọi người nè ở đâu mà có cái dấu hiệu người giá đen tồn tại đấy là họ cho một đoàn một đoàn là bộ đội <laughs> không phải là bộ đội mà gọi là có thể là bộ đội có thể là xây dựng nhưng mà những cái công việc này thường hay là bộ đội thì họ cho một đoàn xe cầu xe xúc đến là đào một cái hố rất rất chi là to và sâu rửa rừng đặt đào ngay rửa rừng đấy đấy là cái cuốn sách mà mình đọc được đấy và cuối cùng là cái chuyện này là người mỹ thủ tiếu người giá đen kỳ thì người giá té đen là bị đưa ra thế giới là nhờ một bé để mình kể cho mà nghe thì cái lần đó là đau hổ rất sâu và rất rồng ngay giữa rừng rồi là bắt đầu ở trên á thì là chó trực đi can chỉ điểm rồi ở dưới là chó với là với là giống như bộ đồi đấy là đi can đi can đi quét để luôn hết tất thảy những người giá đen có mặt ở trong cái khu vực đó phải chú rớt xuống cái hố đó mọi người nè mình kể cho để mà xem nhau người mỹ bị nó ác thế nào nó nó can từ phía một vòng tròn rồi là đang tên là trực thăng bay rất sạt cái thì là bắn cho chết thì thôi cái thì là chỉ điểm cho những cái người đang dưới là không được đứa nào cho chạy sọt thì cái hôm đó là nó chúng nó đi can thì có cái bố mẹ của cái em bé 9 tuổi này là đang đi săn đi săn xa trong rừng đấy có nghĩa là đi cái khu vực khác là Chứ không ở cái khu vực này Thì cái khi mà à, Bị họ lua như thế Thì là em cũng phải chạy Em cũng phải chạy theo họ là, Rồi là cũng rơi xuống cái hồ đó Rơi hết Cả làng là rơi hết xuống cái hồ đó Rồi á à, Thì bởi vì là em là rất thương bố mẹ Và em đang nghĩ rằng là Như kiểu là Có một cái um, Cái, 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 cái cái tình cảm cha uh, con mẹ con thì không nói rồi nhưng mà có một cái gì đó là muốn em là thối thúc là phải tìm được cho phải chờ cha mẹ về phải bằng mọi cách làm thế nào để mà chờ được cha mẹ về thì cái khí mà chúng nó dồn cho cái đoàn người da đen mà rượt xuống dưới hố á thì cao hổ vừa xấu không leo lên được và cứ lợp lợp người là cái trông chặt trông chặt lên nhau như thế thì đến khi là em là cứ lên lỏi em là cứ lên lỏi giữa những cái, cái cái lớp người mà nó rơi xuống như thế rồi em nói là phải bằng mọi cách là phải sống để chờ bố mẹ về chứ không mà bố mẹ mà về mà không có em không thấy em rồi không thấy dân làng là bố mẹ buồn lắm thì rửa là em là cứ cố trôi đạp là tạnh nhân là là để lách những cái người khỏe lên bởi vì những cái người cáo đấy những cái người lớn đấy là cái thứ lĩnh nó đứng trên bờ ai mà choi đâu lên mà nhúc nhích thì một á, là nó lấy cái cây gầy to đứng trên đâu đứng trên bơ đấy nó đấm xuống dưới đâu á, đấm bằng chết thì thôi đấy hoặc là nó bắn đấy mọi người nè không được ai không một ai sống sót hết trơn mà cuối cùng lại chỉ có em là nhỏ rồi là cứ trướn trướn mài trướn mài trướn lên đến như thế thì là đến khi cũng rất chi là máy là có một cái nhà đoàn thám hiểm là gồm bốn người của ba nước đấy mình không nhớ tên là vì tên nước ngoài rất là khó một cái đoàn thám hiểm là họ đi mà thì họ đi rồi thì họ đi qua họ đi qua cái khu vực rừng đó đấy thì họ thấy là tại sao mà giữa cái khu vực rầm rịt thế này mà lại mà lại có một cái gì mà có cái dấu đất mới thế này đấy rồi là có rất nhiều dấu dây và dấu uh, chặt rừng cấy rồi là chả những cái gáy gồ rồi là những cái um, dấu đất rất mới mà lại có một cái giống như là ái đào cái hố ái trốn cái gì ở đấy đấy Thì họ nghĩ rằng là Giống như kiểu là có một cái um, Cơ quan nào đó Là um, đào để là trốn một cái gì đó thôi Chứ họ không biết Họ cũng đình bỏ quá cho họ không nghĩ rằng là Ở dưới đó là người Đấy Thì họ nghĩ rằng là Ai là trốn lấp một cái gì đó thôi Chứ cũng không uh, Bởi vì đó không phải là cái công việc của họ mà Họ đi tìm Không biết bốn cái nhà thảm hiểm này Là họ đi tìm cái gì Thảm hiểm cái gì Mà mình cũng quên mất thì đến khi là họ định đi rồi họ định đi rồi thì đến khi nhưng mà đến khi họ vẫn cứ quay trở lại họ ngồi họ suy nghĩ họ nói ai làm gì rửa cái rừng rầm như thế này đó, đó ai làm gì giữa cái rừng rầm như thế này mà mà lại có dấu xé rồi rất rất là nhiều Dầu xé xúc rồi dấu vết dấu tích để lại đấy chứ không thấy mẫu mọi người không thấy mẫu nó chung nó đeo hết chúng nó phí gọi là phí tán hết đấy kể cả những cái đầu cấy đấy những cái đầu cấy mà dùng để mà đứng trên bờ mà lói vào đầu người ta đấy những ai mà ngoài lên đấy ngoái lên để sống đấy là hoàn bọn nó phí tán hết bọn nó chặt cái đoàn đầu đi chặt cái đoàn đó đi rồi là trốn xuống dưới cung đất với họ luôn thì cái em bé đó là em trôi lên thì cái khí mà những người này đi qua đấy thì em đang ở dưới một chút nữa mà cái lỗ mũi của em chỉ trôi lên được một chút là em ngất luôn rồi em nằm đó thì không mọi người không biết thì đến khi mọi người những người đó đi rồi thì họ nghĩ là có điều gì đó không bình thường họ quay trở lại đây họ quay trở lại thì thấy một thì là thấy một con sói về lấy là mấy con thú vật nó kia là đang đứng đang đang gọi là đang bưới đây mọi người gọi là đang bưới về lại đang đứng quanh cái cái, cái 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 sạc của em bé đó thì họ thấy trôi lên giống như một cái đâu và mấy con chó đang đứng đó thì khi đó họ mới lại xem đấy bởi vì cái mùi máu ở dưới lên là những con sói là nó bắt mùi rất là nhanh Đấy thì cho nên là họ nghĩ rằng là, à đấy là có cái chuyện không bình thường rồi Thì họ lại gần thì phát hiện ra là cái đầu của em bé đã nhói lên và đang thoi thọt thở Kinh khủng cho mọi người nè Và cái chuyện đó bắt đầu đó là đổ bể ra Cả thế giới đều biết rằng người mì hàng năm vẫn làm như thế với người da đen là đã cái khí đó thì em bé là em là, là, là mệt mỏi lắm rồi nhưng mà được những người đó giúp đỡ cứu sức đấy cho ăn uống đầy đủ đấy em chứ không biết tiền để nói em không biết tiền để nói nhưng mà sau đó những cái người này đó, là họ đi bộ nhưng mà họ điền về căn cứ là đưa máy bay đến đón nhưng mà họ cũng phải đi thật đi bộ thấy nhau là cổng em bé đó đi thật xa cái khu vực đó đi thật xa cái khu vực đó rồi mới là là là, giảm kéo là cái máy bay riêng máy bay nhỏ của họ đấy đến đón và ngày sau họ quay trở lại đó cả đoàn để mà chụp ảnh bưới cái hồ đất đó lên thì biết bao nhiêu là sạc người ở dưới khi đó họ mới đưa cái ảnh đó và đưa cái em bé đó lên cái liên hiệp quốc, cái hội hiệp Liên Thiệp Hiệp Quốc và Hội Hiệp Nhân Quyền của thế giới, từ đó mới đổ bể ra là cái chuyện là Mỹ kỳ thị và là Mỹ độc ác đấy mọi người nè. Và cái năm cái năm nào mà ông 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 Obama đấy, Obama là người Mỹ đầu tiên mà được làm à, à, tổng thống Mỹ đấy. Đó là cả cái sự nỗ lực của cả thế giới, của cả dân châu Âu Bao nhiêu là của cả là hiệp, bao nhiêu là tổ chức hiệp hội nhân quyền đấy mọi người à. Chứ không phải đơn giản mà một thằng da mau mà có tiếng mà đứng lên đó mà nói Mà mà mà, mà cái quản nước Mỹ đâu Đấy, cho nói chí cái chuyện mà hài điền cái con hài điền cái này ấy. Đấy mọi người nè